Đây, vào nhà nghỉ đây nha. Đây, đưa nhau vào nhà nghỉ à. Ấy chà ơi à, bỏ con à, con nhỏ của mình ở nhà này. Này, tôi xin lỗi các người này, không qua mặt được tôi đâu nhá. Ông Minh bên đất đai nhá. Đây, nhà nghỉ đây. Đây, nhà nghỉ đây. Đây, quay xe ô tô nhá. Đây, nhà nghỉ đây. 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 Cô còn đi đâu hả? Hả? Các người quá quát vừa thôi Ly ạ, tôi không ngờ luôn. Này, xin lỗi nha, xin lỗi. Tôi không cần đánh cô, hiểu không? Nhá. Đây. Các người, đây nhà nghỉ đây. Nhà nghỉ đây nhá.